vì người hòa giải hữu ích khiến nước chảy càng vô tình. Một thuở hoa niên hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn, bồ đề không thấy bóng nàng, hồng trần đã mấy đồ hoa, mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ phá nát cung thương biến hoa, vài đồ xuân thu vừa qua có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này ngày ngày gõ mõ tung kinh, vì sao độ ta